Ơi, sáng nay là sao các em đi dạo nha, đi xuống sân dạo nha. Đó, các em hôm nay được xuống sân chơi này. Úi giời ơi. Đấy, rỉa cỏ này, sướng chưa? Úi giời ơi, đi xuống đây phấn khởi quá. Lần đầu tiên được ra ngoài ăn cỏ này. Kiếm xem vừa mưa xong mọi người ấy, nhìn thấy một con kiến ấy, phi theo để chén con kiến. Đấy, lại đi ra mẹ rồi. Đi ra ngoài kia con, đừng có không đi lên trên này. Đây. Xem có con giun con giết gì chén đi nha. Đấy, được đi chơi đấy. À, mua 5 quả trứng vịt lộn về ăn không hết thì nó thành con. Mua trứng vịt lộn ở ngoài chợ ấy. Già quá. Không, mình để lâu quá thì nó nở. Không, lúc mua về thì những quả luộc thì nó vẫn non mà. Mình để chục hôm thì nó tự dưng nó thành con hết. Em cho ăn cơm nguội anh ạ. Úi kìa, cái ô tô đang đi. Đấy. Mua trứng vịt lộn ăn là bây giờ thành được mấy con vịt. Đấy, hôm nay cho em xuống đây em chơi. Lần đầu tiên được đi xuống dưới này chơi đấy. Mới được có 3 ngày tuổi thôi. Hôm nay mới là ngày thứ 3. Chị cho nó ăn ngũ cốc. Đó. Đi xuống dưới này phấn khởi quá. Cứ rỉa rỉa chả biết có ăn được cái gì không. Vâng, nhưng mà phải đi được, bây giờ đang giãn cách chưa đi mua được các bạn. Mới có 3 ngày tuổi thôi. Cho nên là cứ tạm thời cho ăn cơm. Thế à? Đây là siêu sạch các bạn. 3 tháng nữa có món tiết canh vịt. À không, em trao vào trong chuồng. Một ngày thay 4 lần. Rồi tự dưng bị bận như con mọn đi. Thế à? Đây mới có 3 ngày mà cũng thích lắm đây này. Quên mà cầm cái ô xuống cầm. Đó, vừa mưa xong là cho các em xuống dưới này chơi. Lần đầu tiên được xuống dưới đất chơi này. Đó, kiếm xem con giun con giếc gì ăn đi nha. Con giun nào bò lên thì ăn đi nha. Cho vịt đi chơi. Vịt đi chơi, cho vịt đi chơi. Đây cho hẳn ra ngoài cỏ ngoài kia kìa. Con lùa ra, con lùa hẳn ra ngoài kia kìa. Lùa ra. Nó lại chạy vào, ôi chạy nhanh thế. Ủa? Cái vịt thì nó nhanh lớn đấy. Ừ, nhưng mà phải đi mua, chị có biết mua ở đâu đâu. Con lùa ra. Đang giãn cách này có đi chợ được đâu. Yeah. Sau này chắc là phải hỏi xem. Wow, nhanh. Bố cháu đi, bố cháu tìm hiểu. Yeah. Đó, đi ra cỏ chơi đi. Có cái gì ăn được thì kiếm ăn đi. Yeah. Ra chỗ sạch sạch ấy. Ô Phúc có toàn che hết cả cái màn hình của mẹ. Đó. Có gì ăn thì ăn đi. Kiếm con giun con giếc mà ăn đi cho nó nhanh lớn. Kiếm gì chén đi chén đi. Ngoan lắm. Ngoan lắm. Ăn đi ăn đi. Có cái gì ăn được ăn đi. Chén đi chén đi. Cứ thấy rỉa rỉa nhưng có thấy cái gì vào mồm đâu. Ui giời, đe cả lên đầu em. Không có con giun con dế gì à? Không kiếm được con giun gì à? Ui, hôm ban nãy nó nhìn thấy một con kiến mà nó lao theo để nó bắt con kiến nó ăn. Bông. Bông. Chíp. Bông này chíp này.
mắm này, lì này, út này, năm em ra ngoài kia con. Đó, ra ngoài đấy kiếm ăn đi. Ôi dồi ôi, lần đầu tiên được xuống sân sướng quá này. Lần đầu tiên được xuống sân sướng quá này, tự kiếm ăn đi. Được chưa? Vừa mới mưa xong mọi người ạ, cho nên là cho xuống để xin kiếm ăn. Thích quá. Mò gì đất chứ, ngẩng mặt lên phía kia thì thấy được con gì mà ăn. Lại chạy ra ngoài. Lại lên rồi, lại lên bờ gỗ rồi. Đấy, uống nước. Uống nước, tranh thủ uống nước bẩn. Wow. Trên nhà cho uống nước đun sôi để nguội, đây coi như là xuống đây để uống nước bẩn. Không chị vào. Thôi kệ nó. Thích đi đâu đi. Kệ nó. Thích lên đây hơn là ở chỗ cỏ hay sao ấy. Đó, đây là xuống dưới sân nhà em ấy mọi người. Xuống dưới sân. Ê con đu này. Ê con đu này. Ui thôi con ạ. Đun gì mà nó bò nhanh. Ui đấy là con dế thôi con ạ. Con lên đi. Đấy. Đấy nhìn thấy rồi, chén rồi. Ui nhìn thấy chén luôn. Ui. Ui, em vịt rất nhỏ thôi mà rất là dũng cảm, ăn luôn. Em gì ăn đấy, em chip à? Em chip hay bông? Wow. Chip. Sao nó bay đâu rồi? À đây là nó té không ạ? Thế à? Vâng. Vậy là biến mất à? Mẹ tưởng nuốt vào bụng rồi. Ôi, nó không sợ đâu mọi người ơi, nhìn thấy một con cuốn chiếu. Con đấy là con cuốn chiếu chạy rất nhanh. Nó chén luôn, nó mổ luôn. Đó, xuống dưới này mà có con giun nào là nó mổ luôn, nó ăn luôn đấy. Kiến nó còn bù đuổi theo để nó bắt mà. Rất là dũng cảm. Đấy, xuống chơi một tí như này là sướng lắm đấy. Bây giờ đấy, uống nước ấy. Tí nữa gửi cho bố xem. À, các em đã được ra sân chơi. Rất là sướng luôn. Lần đầu tiên được trải nghiệm. Lần đầu tiên trong đời các em được trải nghiệm ra ngoài sân này. Em đã được 3 ngày tuổi nha, quý vị nha. Được 3 ngày tuổi rồi. Bây giờ phải đi kiếm cám vịt để cho ăn. Rất là đáng yêu. Thôi, xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều nha. Luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của em. Em sẽ thường xuyên update cái tình hình các em khôn lớn như thế nào nha, cho quý vị khán giả xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Chúc quý vị khán giả luôn bình an nha.